Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình mưa lũ ở Hưng Yên đang ở mức cao nhưng có nhiều tín hiệu tích cực. Mực nước đang có dấu hiệu giảm do các thủy điện đầu nguồn giảm lượng xả và tỉnh cũng đang có nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó. Vì vậy, người dân không nên hoang mang và củng cố niềm tin vào sự hưng thịnh và bình yên của Hưng Yên. Trong ngày 11 tháng 9, tỉnh Hưng Yên nâng mức báo động lũ trên sông Hồng lên cấp 3, lũ trên sông Luộc lên cấp 2. Tuy nhiên Lũ lớn ở Hưng Yên không phải do mưa lớn mà chủ yếu do nước từ thượng nguồn dồn về chưa thoát kịp. Trong khi đó, đến cuối giờ chiều, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội được ghi nhận biến đổi chậm nhưng đã đạt đỉnh và có chiều hướng chững lại khi các thủy điện lớn đã đóng cửa xả hoặc giảm lưu lượng xả. Cụ thể, 9 giờ sáng ngày 11 tháng 9, thủy điện Hòa Bình đã đóng tất cả các cửa xả đáy, thủy điện Tuyên Quang đóng thêm một cửa xả, còn thủy điện Thác Bà ghi nhận lưu lượng nước dồn về hồ cũng đã giảm. Chiều ngày 11 tháng 9, Bộ Ngoại giao cũng phát đi thông tin sau khi làm việc, cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả lũ tối đa của đập thủy điện Ma Lù Thàng ở thượng nguồn sông Lô từ 250 m khối trên dây xuống 200 m khối trên dây. Lượng xả của phía bạn so với lượng xả của riêng thủy điện Hòa Bình là 1.800 m khối trên dây cũng không lớn, khó gây áp lực cho hệ thống thoát lũ của các sông miền Bắc Việt Nam. Vì thế, khi lưu lượng từ thượng lưu giảm thì mực nước trên sông Hồng tại Hưng Yên sẽ giảm dần nếu không có mưa lớn. Thực tế lúc 19 giờ tối nay, mực nước trên sông Luộc đã bắt đầu giảm từ 5,1 m xuống 5 m, trong khi đó tại bản tin dự báo mưa lớn phát lúc 15 giờ 30 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Hưng Yên dự báo mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Hưng Yên chỉ ở cấp độ 1, cấp độ thấp nhất. Vì vậy, vấn đề của Hưng Yên hiện nay là quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để giữ vững các tuyến đê sông Hồng, sông Luộc, ngăn chặn nước tràn vào các đê bao, đê sông nội tỉnh. Và việc này vẫn được Hưng Yên giữ vững, chưa có sự cố lớn nào về hệ thống đê kè xảy ra. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là di rời người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm do ngập úng, đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo đời sống, sức khỏe cho nhân dân phải di rời đến nơi ở tạm thực tế hưng yên cũng đang làm tốt nhiệm vụ này chưa có người dân nào ở hưng yên bị thiệt mạng do mưa lũ chưa có ai phải thiếu lương thực thực phẩm với sự phát triển kinh tế xã hội đột phá những năm gần đây hưng yên cũng đủ nguồn lực để ứng phó với thiên tai thậm chí còn có sự hỗ trợ cho các địa phương khó khăn hơn vì vậy người dân không nên quá lo lắng hoang mang và hãy vững niềm tin vào một hưng yên hưng thịnh và bình yên